công việc bắt đầu một ngày mới của ông Nguyễn Duy Trai và bà Bùi Thị Lý. Hình ảnh hai vợ chồng ông bà trong chiếc áo công nhân màu xanh thu gom từng túi rác thải ở hai bên đường đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Những túi rác từ to đến nhỏ, từ nặng đến nhẹ đều được ông bà thu gom sạch sẽ rồi cho lên xe chở đến nơi tập kết rác của xã. Vợ chồng như tôi là nghĩ là có xe ngựa thì là thôi nhận để làm bảo đảm an toàn cho thôn xóm được sạch sẽ. Thì hai vợ chồng tôi nhận, thôi hai vợ chồng cố gắng làm cho làng xóm nó sạch sẽ. Cứ hai hôm đi một lần, nhưng mỗi một lần là phải 5-6 xe. Với dân số hơn 6.500 người, việc thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh toàn xã hợp đồng là việc rất vất vả. Cách đây hơn 2 năm, đã có người thu gom rác thải, nhưng vì công việc nặng nhọc lại không vệ sinh, nên lần lượt từng người bỏ việc. Cuối cùng thì chẳng ai đảm nhận nữa. Có cái xe ngựa, cũng là trong là hội cựu chiến binh, cũng làm thu gom coi như là rác thải để cho thôn xóm cho nó sạch đẹp đường ngõ xóm. Từ ngày đến là làm cũng được hơn năm rồi. Thì từ ngày chị thì vợ chồng anh ấy làm thì nói chung là đường làng ngõ xóm là sạch sẽ. Cứ một ngày hoặc hai ngày là anh chị lại đi thu gom một lần. Thế là từ ngày đấy là rác thải là được thu gom về một chỗ sạch sẽ và không còn hôi thối nữa. Không những thế, ông bà còn thường xuyên phát động các phong trào thu gom rác thải trong toàn xã cũng như các xã khác. Nhờ đó mà đến nay, tại 4 thôn của xã Hợp Đồng, người dân đã tự giác thu gom và phân loại rác thải, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi như trước nữa. Như vậy là các cấp chính quyền có một cái sự quan tâm chút ít, ví dụ như là hỗ trợ về kinh phí, đảm bảo về cái bảo hộ lao động, ví dụ quần áo, giày dép chẳng hạn, để như vậy các đồng chí được yên tâm hơn và nhân dân cũng thấy được đó là cái sự quan tâm chung. Việc làm tuy giản dị nhưng rất nặng nhọc so với tuổi tác của ông Trai, bà Lý. Đây chính là những tấm gương sáng trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường địa phương, phát huy phẩm chất đi đầu của người lính Cụ Hồ khi về đời thường.